next little video lesson or tip video tiếp theo is going to be for people who tend to see when they get on the top of their backswing, their arms bending and collapsing. Thì sẽ dành cho những người mà khi lên đỉnh backswing tay của mình bị gập và bị đổ. Now the culprit really isn't our left arm collapsing. Cái vấn đề thường không phải là do tay trái của mình bị gập. It's our right arm not providing the structure and support. Mà là do tay phải của mình nó đã không tạo ra cấu trúc. So remember, our right arm's job in the golf swing is to keep pushing. Là tay phải của mình công việc của nó ở trong một cú swing là luôn đẩy. So our right arm in our golf swing bends, but it doesn't bend excessively. Thì tay phải khi mà mình swing nó chỉ hơi cong chứ không cong quá nhiều. So the great feel is to get to the top of our backswing. Cảm giác rất là tốt là khi mình lên đỉnh backswing. Push with that right arm. Cảm giác tay phải mình đẩy ra. And get to the finish. Lên kết thúc. And feel that right arm. Cảm giác tay phải đẩy ra. So lực cảm giác tay phải đẩy về tay trái. That's going to provide great structure, that feeling of pushing. Cái cảm giác mà tay của mình đẩy nó sẽ tạo ra cái cấu trúc rất là tốt. So the right arm's job in the golf swing is to keep the left arm like a piece of rope to keep it straight. Công việc của tay phải là luôn giữ tay trái thẳng. So if they just practice getting that feeling of the right arm always pushing, mình có thể ở nhà và mình tập luyện cảm giác tay phải luôn đẩy. They'll find they've got a lot more width. Thì mình sẽ nhìn thấy được là trong swing mình sẽ có độ rộng rất là nhiều và sẽ có cái swing của mình sẽ có nhiều tốc độ hơn.